Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn trở lại với blog VBA xây dựng, mình là Trung. Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu ba cái bài về user form. Thì cái mảng về user form thì chúng ta không nghiên cứu thêm nữa và chúng ta sẽ kết thúc ở ba cái bài trước. Thì nếu mà trong trường hợp mà các bạn cần những cái bổ sung về cái user form thì chúng ta sẽ các bạn có thể post bài lên blog và chúng ta sẽ trao đổi thêm sau. Thì như các bạn đã biết là chúng ta sử dụng những cái ứng dụng nền này thì đôi khi chúng ta có thể là sử dụng ngay cái ứng dụng nền làm cái cơ sở dữ liệu để chúng ta thao tác ở trên các cái ứng dụng nền, nhưng đôi lúc thì chúng ta ví dụ như cái cơ sở dữ liệu đó không phải là chúng ta có sẵn, mà chúng ta có thể tạo ra được cái cơ sở dữ liệu đó mà chúng ta phải phụ thuộc vào những cái mà chúng ta có. Ví dụ như ở đây các bạn đã từng sử dụng Nova thì các bạn biết, ví dụ như các bạn có một cái file số liệu bình đồ chẳng hạn, thì nó sẽ đưa ra, ta sẽ xuất ra từ những cái phần mềm khác, thì người ta luôn xuất ra ở dạng file text chẳng hạn. Thì các bạn không thể, ví dụ như các bạn muốn thao tác trên cơ sở dữ liệu là Excel cơ, nhưng mà cái cơ sở dữ liệu này chúng ta chỉ có thể là lấy ở trên file text thôi chẳng hạn, thì chúng ta bắt buộc phải thao tác ở trên file text. Thì ở đây mình thì bài hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái gọi là cái thao tác trên tập tin. Thì thao tác trên tập tin là gì? Ví dụ như các bạn có một cái file dạng text này chẳng hạn, các bạn có một file dạng text này, bây giờ chúng ta phải yêu cầu của chúng ta là phải đọc dữ liệu ở đây và ghi dữ liệu ra đây. Ví dụ các bạn đọc một cái file này, cho bạn ghi dữ liệu ra cũng trên file này, hoặc là ngoài ra các bạn có thể là đọc dữ liệu trên file này, xong các bạn ghi dữ liệu ra trên file khác. Tức là ngoài cái đọc và ghi dữ liệu ra, chúng ta còn phải tạo thêm một cái file text ra bên ngoài nữa chẳng hạn. Thì đó là cái mục tiêu của chúng ta trong ngày hôm nay. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái thư viện ngoài này. Khi mà bạn muốn thêm một cái thư viện ngoài thì các bạn vào tool, các bạn reference. Đây thì các bạn ở đây với cái bài này chúng ta cần thao tác ở trên tập tin, thì chúng ta vào cái thư viện Microsoft Script Runtime. Microsoft Script này, Script Runtime đây. Cái thư viện này sẽ giúp chúng ta hỗ trợ để xử lý tập tin. Thì trong cái Script Runtime này các bạn tìm cho mình cái thư viện, cái đối tượng File System Object. Cái file system object này các bạn quan tâm cho mình hai cái ở đây thôi. Tạm thời chúng ta chỉ cần hai cái ở đây trước thôi. Đó là cái open text file này và cái file exit này. Các bạn lưu ý đây là một đối tượng, và khi chúng ta khai báo thì chúng ta khai báo biến đối tượng. Đây, các bạn có thể, đây là một đối tượng, các bạn nhìn đây, các bạn có thể thấy ở đây là những cái phương thức của nó, còn đây là cái thuộc tính của nó. Đây các bạn thấy giống như cái bài trước mình giới thiệu. Ngoài ra các bạn còn có cái thứ hai là các bạn có cái text stream. Text stream đây, nó có rất nhiều thuộc tính và ngoài ra nó có những cái phương thức đây những cái phương thức đây. Các bạn lưu ý là bạn phân biệt cái phương thức và cái thuộc tính cho cái đây là cái phương thức, còn đây là cái thuộc tính. Các bạn lưu ý là các bạn phân biệt hai cái phương thức và cái thuộc tính này cho mình. Thì để mà thao tác với những cái này thì mình lấy luôn một cho các bạn một ví dụ ở đây. Ví dụ mình tạo ra một cái sub này sẽ
đọc qua cái từng cái dòng dữ liệu này của cái file 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 test 12 này. Đây mình tạo ra một cái file là một cái sub test 12 chẳng hạn. Đầu tiên là các bạn khai báo cho mình cái dim file so, tức là file system object as file system object. Hay dim thứ hai là tts as text. Stream. Đây. Các bạn lưu ý là nếu mà các bạn không add cái reference này vào thì các bạn sẽ không thấy những cái đối tượng này đâu nhé. Các bạn lưu ý là ở đây đây là một biến đối tượng nên các bạn phải khai báo nó, các bạn phải khởi tạo nó luôn. Khởi tạo thì không phải khởi tạo bình thường, chúng ta phải khởi tạo bằng một cái câu lệnh new. Các bạn lưu ý là thiếu cái lệnh new này thì các bạn trong một số trường hợp trong thân của chúng ta nó sẽ không chạy đâu. Cái thứ ba là các bạn tạo ra một cái biến str path cho mình, tức là cái đường dẫn đấy, string đi một cái str một, cái str một thì mình lấy một cái biến tạm string. Trong thân của cái chương trình con này chúng ta viết những cái gì? Thì đầu tiên là các bạn phải xem cái file này, đầu tiên các bạn gán cho mình một cái str path này. Các bạn gán nó bằng đường dẫn của cái file này là c2.sep.test12.tt. Rồi ok các bạn, hay là các bạn phải kiểm tra xem cái file này có tồn tại hay không. Nếu mà nó không tồn tại thì nó sẽ phải thoát ra, còn nếu mà nó tồn tại thì chúng ta sẽ làm tiếp. Ở đây các bạn để cho mình if file sl chấm file exit đường dẫn của nó str path thì then. Ở đây nó sẽ kiểm tra cái gì? Nó sẽ kiểm tra xem là cái file này có tồn tại hay không. Nếu mà tồn tại thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ set. Các bạn lưu ý này, đây là một biến đối tượng là chúng ta khởi tạo nó bằng lệnh new. Đây cũng là một biến đối tượng chúng ta chưa khởi tạo, nhưng mà chúng ta không cần khởi tạo ngay mà chúng ta có thể khởi tạo bằng cách là chúng ta set cho nó. Set ở đây là gì? Set đây chúng ta sẽ là, các bạn lưu ý là biến đối tượng là phải có câu lệnh set nhé. Câu lệnh set, không có câu lệnh set nó không chạy. Tt này, tts nó sẽ bằng cái gì? Là file so chấm chấm chấm, đây là open text file. Open text file đây, tên của cái file đấy là gì? Tên của file là str path phẩy for reading, chúng ta chỉ cần đọc thôi, chúng ta chưa cần ghi. Sau đó là chúng ta đọc theo từng cái dòng một, reading chúng ta đọc là từng dòng một, là chúng ta đọc do while. Do while ở đây là nếu mà cái tts.endstream then, à không, lốp ở đây, đây là một cái vòng lặp không xác định, các bạn đọc cho đến khi nào mà nó ở cuối. Bạn lưu ý là đây là lặp ở trong điều kiện là biểu thức điều kiện là đúng, tức là khi nào mà sai thì nó sẽ thoát ra. Thì các bạn
các bạn trong ở thân phở thân đu vai thì các bạn làm như sau cho mình này. Các bạn đầu tiên là các bạn gán cái str1 này, cái biến tạm này sẽ bằng này tts.readline, tức là đọc qua từng dòng một. Sau đó các bạn mở sửa, các bạn hiện cái message box lên cho mình str1. Đó là trong cái điều kiện rẽ nhánh là cái này đúng, cái file này là tồn tại. Còn nếu nó không tồn tại thì sao? Các bạn lệnh sau, các bạn chỉ cần hiện lên một cái message box là đường dẫn sai hoặc file không tồn tại. Ok, rồi các bạn chạy thử cho mình. À, cái nó còn edit nữa. Đây các bạn có thể thấy là nó sẽ đọc qua cái từng cái dòng của cái câu lệnh này một, và nó sẽ hiện ra những cái dòng lệnh. Còn ở đây các bạn muốn tách ra cái này nữa thì các bạn lưu ý là đây là một cái string rồi, thì các bạn muốn string này như nào thì các bạn sử dụng những cái câu lệnh, những cái hàm xử lý chuỗi mà mình đã cung cấp cho các bạn trước đây ấy, là nó sẽ xử lý. Ví dụ như các bạn dùng lệnh split thì cái string này nó sẽ được tách ra thành từng cái thành phần con, ví dụ như tách ra bằng dấu phẩy chẳng hạn. Thì ở đây các bạn có đây là một cái mảng kiểu string, và bạn tách ra mảng kiểu string thì các bạn sẽ thao tác với cái từng cái thành phần ở trong này. Ví dụ như các bạn có thể tách riêng ra x, tách riêng ra y, tách riêng ra z, vân vân. Thì mình nói thêm một chút nữa về cái ở đây chúng ta vẫn còn thiếu. Ở đây ví dụ như cái message box này là những cái hộp thoại thông dụng này. Ngoài ra thì các bạn còn trong VB thì các bạn còn phải nghiên cứu một cái nữa là gỡ rối và bẫy lỗi. Thì cái gỡ rối mà cái breakpoint nó là một phần của gỡ rối thì mình không nói nữa. Ví dụ như những cái câu lệnh như là on error go to tt hay là on error resume next thì chúng ta sẽ không nói ở trong bài hôm nay, mà khi mà chúng ta đi thực hành vào trong những cái ứng dụng nền, ví dụ như Excel hay là AutoCAD thì mình sẽ nói rõ hơn, bởi vì chúng ta sẽ gần như là khi mà thao tác với các biến đối tượng thì chúng ta sẽ sử dụng nó thường xuyên, thì mình không nói lại ở đây nữa. Thì bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.